Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu sáng nay đã tiếp nhận dụng cụ phòng chống dịch COVID-19 của Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh và chương trình Vượt lên số phận Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam tại Bạc Liêu. Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh và chương trình Vượt lên số phận cho biết, sau khi biết được tình hình dịch bệnh đang bùng phát trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Ban Liên lạc Đồng hương và cựu giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Giá Rai đã nhanh chóng vận động các mạnh thường quân, nhất là con em quê hương Bạc Liêu đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao dụng cụ phòng chống dịch gồm găng tay y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn và đồ bảo hộ với tổng trị giá 120 triệu đồng cho đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai đã ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của Ban Liên lạc Đồng hương và cựu giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Giá Rai giúp địa phương vượt qua khó khăn trong đại dịch. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 1.500 lít dung dịch sát khuẩn y tế trị giá 215 triệu đồng từ Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam tại Bạc Liêu do mục sư Nguyễn Tấn Phúc, nhân sự đại diện Tin lành Việt Nam miền Nam tại Bạc Liêu, quán nhiệm chi hội Tin lành Hộ phòng đại diện trao tặng. Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Doãn Cầm đã cảm ơn những đóng góp của Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam tại Bạc Liêu. Mong rằng trong thời gian tới, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam tại Bạc Liêu cũng như mục sư Nguyễn Tấn Phúc sẽ đồng hành cùng tỉnh chung tay vượt qua đại dịch. Số dung dịch sát khuẩn y tế sẽ được Mặt trận Tổ quốc chuyển đến các khu cách ly y tế, các cơ sở có nhu cầu.